Quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, tôi xin được báo cáo về cá thể hóa chẩn đoán và điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân hen và viêm mũi dị ứng. Phần trình bày thì gồm có 5 phần: tổng quan, thứ hai là viêm mũi dị ứng và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, hay còn thuật ngữ là AOSA, allergic rhinitis and OSA. Phần 3 là hen và viêm mũi dị ứng và đồng mắc OSA thì như thế nào. Phần thứ tư là cá thể hóa chẩn đoán và điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân hen và viêm mũi dị ứng, và sau cùng là kết luận. Như chúng ta đã biết, tần suất viêm mũi dị ứng tại các quốc gia, vùng và lãnh thổ này tương đối cao, có thể thay đổi từ 10 cho đến 20%, đặc biệt ở một số quốc gia như ở tại châu Âu. Chúng ta thấy trên cái bản đồ này thì có những quốc gia lên đến trên 25%. Do vậy là thấy tần suất của viêm mũi dị ứng cao. Đặc biệt là tần suất hen thì như vậy, theo các cái nghiên cứu đã được công bố trên khuyến cáo điều trị của China thì chúng ta thấy tần suất hen thì hiện nay cũng rất là thay đổi từ 5 đến trên 10%. Tại Việt Nam chúng ta thì tần suất khoảng từ 5,5 ở khu vực phía Nam và trên 10% ở khu vực phía Bắc. Và trong một cái nghiên cứu ở vùng châu Á Thái Bình Dương, khi đặt câu hỏi về cái mối quan hệ giữa hen và viêm mũi dị ứng thì như vậy chúng ta thấy một điều đáng mừng là trên 50% các bác sĩ của Việt Nam thì chúng ta thấy đây là hai cái bệnh đồng mắc và đòi hỏi phải có vấn đề là điều trị đặc hiệu cho từng bệnh. Do vậy khi phần câu hỏi đặt ra là như vậy, nếu đồng mắc giữa hen và viêm mũi dị ứng như vậy có thay đổi gì về điều trị hay không, cái câu trả lời là không thay đổi điều trị, thì chúng ta thấy chiếm tỷ lệ cũng thấp, chỉ có 44% các bác sĩ ở Việt Nam. Và như vậy thì chúng ta thấy hen viêm mũi dị ứng là hai cái bệnh đồng mắc thường gặp. Tuy nhiên bên cạnh đó thì theo khuyến cáo GINA thì chúng ta thấy cần phải tầm soát các bệnh đồng mắc khác ở bệnh nhân hen, ví dụ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Hiện nay thì trên toàn cầu chúng ta có gần 1 triệu người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, và như vậy chúng ta thấy tần suất rất là cao, tương tự như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do thuốc lá. Ở tại Việt Nam chúng ta thì tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở người trưởng thành trên 18 tuổi là 8,5% trong nghiên cứu EFSASI tôi thực hiện cùng với các thành viên của Hội Phổi Pháp Việt. Đặc biệt trong một số quần thể bệnh nhân, tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cao hơn, ví dụ bệnh nhân có vấn đề về tim mạch, bệnh chuyển hóa như tiểu đường. Đối với bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và chồng lấp hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay ACO, thì trong cái nghiên cứu trên cái cỡ mẫu nhỏ của chúng tôi, tần suất là khoảng từ 35,5 cho 64,4%. Và tương tự như hen và viêm mũi dị ứng thì chúng ta thấy trên toàn cầu thì có những quốc gia tần suất của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ rất là cao, ví dụ như ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Nhật Bản, Ấn Độ, Pakistan, vân vân, và thay đổi từ là 8, 9, 10% cho đến có những quốc gia là trên 50%. Chúng ta thấy trên cái biểu đồ phía bên tay trái của quý thầy cô và các anh chị, cái vùng màu cam đậm và tần suất rất là cao, trên 50%. Ở tại Việt Nam chúng ta thì theo cái ước tính của nghiên cứu đăng trên Lancet năm 2019 thì chúng ta có khoảng 4 triệu người trên 30 tuổi bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, trong đó có trên 2 triệu 300 nghìn người là bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ trung bình và nặng. Và do vậy chúng ta có thể thấy rằng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đó là một cái gánh nặng sức khỏe, vì ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc, lao động,
do cái mệt mỏi ấy ban ngày và buồn ngủ ban ngày, và cũng là cái nguyên nhân gây ra tai nạn lao động, gây tai nạn giao thông và làm giảm chất lượng sống. Và như vậy phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập đến đồng mắt giữa viêm mũi dị ứng, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, hen ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và hen viêm mũi dị ứng và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Đối với viêm mũi dị ứng và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta thấy trong cái công bố của cái nhóm của Viện Hàn Lâm về dị ứng lâm sàng của châu Âu thì đã đưa ra rằng viêm mũi dị ứng thì có nhiều cái bệnh đồng mắt khác nhau, có thể là viêm xoang, viêm tai giữa. Bên cạnh đó chúng ta thấy ở những trường hợp trẻ em người lớn viêm mũi dị ứng có bất thường về hàm mặt, bị hen và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Một cái điều rất là thú vị chúng ta thấy trong cái nghiên cứu đã được công bố là chúng ta thấy rằng ở người trưởng thành thì lý do đi khám vì bị viêm mũi dị ứng nó không phải triệu chứng ở mũi mà triệu chứng hàng đầu đó là rối loạn giấc ngủ chiếm 74%. Thì đối với trẻ em thì như thế nào? Thì trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy đối với trẻ em thì rối loạn giấc ngủ là cái nguyên nhân hàng thứ ba đưa trẻ đi khám. Điều này cũng rất là dễ hiểu, thì đối với trẻ em rối loạn giấc ngủ thì ảnh hưởng đến cái hoạt động ban ngày thì thường ít hơn những cái triệu chứng như buồn ngủ ban ngày, rồi ảnh hưởng tới cái vấn đề học hành, rồi vui chơi thì thường bố mẹ ít để ý và cũng như là trẻ cũng khó tự đánh giá được. Do vậy chúng ta thấy rối loạn giấc ngủ gây do viêm mũi dị ứng là nguyên nhân đi khám ở trẻ thì đứng hàng thứ ba so với người lớn. Và tại sao như vậy? Thì chúng ta biết rằng ở mũi là cơ quan quy định 50% cái kháng lực đường hô hấp. Nếu chúng ta bị nghẹt mũi một bên hay cả hai bên thì nó làm có thể làm tăng cái tình trạng ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ. Vì cơ chế chúng tôi sẽ đề cập đến trong cái phần sau. Đặc biệt chúng ta lưu ý đến cái mô hình kháng trở Starling. Nếu có tắc nghẽn ở mũi thì gây xẹp ở cái vùng hầu họng. Chúng tôi đã khái quát về cái cơ chế này và cái hình vẽ trên đây. Như vậy chúng ta thấy tất cả những cái nguyên nhân làm cho giảm dòng khí đi vào ở mũi hoặc là chúng ta thấy có sự giảm cái áp lực ở mũi thì nó làm tăng cái áp suất cực điểm ở cái vùng hầu họng và làm xẹp cái vùng hầu họng theo cái mô hình kháng trở Starling. Chúng tôi khái quát trên cái hình này trong một cái chương sách tôi phụ trách viết cho các đồng nghiệp ở Stanford đã được xuất bản trong năm 2023. Ở đây là chúng ta thấy cái mô hình này được khái quát và những cái cơ chế thì hoặc là những cái vấn đề liên quan thì thầy cô các anh chị và các bạn có thể tham khảo trên cái điểm bách khoa thư của nhà xuất bản MDPI. Đặc biệt trong viêm mũi dị ứng và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta cũng lưu ý thêm chúng ta có thể đo cái chất trị điểm sinh học là oxit nitrit, tìm hiểu thêm các cái triệu chứng đặc biệt là triệu chứng nghẹt mũi để chúng ta có thể tầm soát cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng bệnh nhân viêm mũi dị ứng bị rối loạn giấc ngủ thường bị buồn ngủ ban ngày và mệt mỏi, chất lượng sống giảm và cần phải tầm soát ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em và người lớn bị viêm mũi dị ứng. Tôi điểm qua về cái kết quả nghiên cứu về cái việc đo oxit nitrit trong cái theo dõi người hen bị viêm mũi dị ứng trường diễn. Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta tập lưu ý đến cái chỉ số ngưng thở giảm thở khi ngủ trước khi điều trị thì chúng ta thấy là cao ở nhóm bị viêm mũi dị ứng trường diễn và sau khi điều trị 6 tháng chúng ta thấy cái chỉ số ARI giảm rất có ý nghĩa và
Sau điều trị 6 tháng thì chúng ta thấy ngoài cái việc giảm có ý nghĩa các triệu chứng ở mũi như là nghẹt mũi, sổ mũi, ngứa mũi, hắt hơi, thì chúng ta thấy các triệu chứng về ngáy, rối loạn giấc ngủ và cái ngưng thở khi ngủ, chỉ số AHI giảm có đáng kể. Và đối với hen và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì như thế nào? Chúng ta có cái thuật ngữ là ONOSA, tức là Obstructive Lung Disease and OSA. Như vậy chúng ta thấy ở người hen cái tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ rất là cao. Nếu chúng ta hen nặng thì tần suất có thể lên đến trên 80%. Đối với trẻ em cũng tương tự. Trong cái nghiên cứu của chúng tôi ở tại Viện Nhi Trung ương thì tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ bị hen không kiểm soát là 64,4%. Đặc biệt những cái triệu chứng như là về viêm mũi dị ứng đi kèm và ngáy, đó là những triệu chứng gợi ý ở trẻ hen có đồng mắc ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và mối tương quan giữa hen và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ rất là thú vị. Đây là mối quan hệ hai chiều thông qua cái tình trạng béo phì, thông qua cái trào ngược dạ dày thực quản, tăng cái tình trạng tăng phản ứng tính của đường dẫn khí và như là có cái đồng mắc chung đó là viêm mũi dị ứng. Về cơ chế sinh học phân tử thì chúng ta thấy ở những người bị bệnh hen nó gây ra mất ổn định đường thở, dễ bị xẹp cái vùng hầu họng, thanh quản khi khi ngủ, do cái sự đáp ứng của các cái hóa cảm thụ quan và áp cảm thụ quan. Ngược lại, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nó gây hiện tượng viêm tại chỗ, viêm toàn thân, có thể gây mất cân bằng giữa đáp ứng viêm TH1, TH2 và lâu ngày khi thay đổi về tái cấu trúc ở đường dẫn khí và làm cho cái tình trạng hen nặng hơn. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy cái đồng mắc hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay là đồng mắc của cả ba bệnh, chúng ta trong cái thuật được gói trọn trong cái thuật ngữ là ONDOSA cũng được nhóm chúng tôi công bố, và như vậy là đã đưa vào từ điển bách khoa thư của nhà xuất bản MDI. Và đây cũng là một trong cái kiểu hình thì trong ngày hôm qua chúng tôi báo cáo tại hội nghị quốc gia về hội giấc ngủ của Malaysia. Chúng tôi cũng đề xuất một số kiểu hình liên quan tới cái đặc điểm lâm sàng, trong đó có một cái kiểu hình đó là đồng mắc giữa ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và bệnh đường dẫn khí gồm có hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm mũi dị ứng. Và một điều rất là hay là chúng ta thấy là nếu có đồng mắc như vậy, chúng ta kiểm soát tốt hen, kiểm soát tốt viêm mũi dị ứng, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ vẫn ở mức nặng thì chúng ta có thể điều trị CPAP. Nếu điều trị CPAP thì chúng ta thấy nó làm giảm cái đợt kịch phát, giảm cái số lần sử dụng thuốc giảm phế quản. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hướng dẫn bệnh nhân để tuân thủ điều trị tốt hơn. Và sau cùng, hen, viêm mũi dị ứng và đồng mắc OSA thì như thế nào? Thì như vậy chúng ta thấy cái kiểu hình lâm sàng của ba bệnh đồng mắc này thì chúng ta thấy cũng đã được đề cập đến cách đây cũng hơn một thập niên. Như vậy chúng ta thấy thông qua những cái cơ chế khác nhau, và đặc biệt đối với hen và viêm mũi dị ứng thì chúng ta thấy thông qua cơ chế miễn dịch dị ứng gây các cái triệu chứng ở mũi như là nghẹt mũi, triệu chứng của hen, và bên cạnh đó làm xẹp cái đường thở khi ngủ, và do vậy có khái niệm ba bệnh nó cùng chung một cái do nhiều cơ chế khác nhau, tuy nhiên đều làm xẹp cái đường dẫn khí, do vậy có cái khái niệm là ba bệnh nhưng mà chung một đường dẫn khí. Do vậy thì chúng ta thấy rằng đối với bệnh nhân viêm mũi dị ứng và bệnh nhân hen thì đều làm tăng cái nguy cơ gây xẹp cái vùng hầu họng khi ngủ, và do vậy thì đối với bệnh nhân hen viêm mũi dị ứng thì chúng ta cần phải tầm soát cái vấn đề xẹp vùng hầu họng hay là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và cái phần cơ chế sinh bệnh học thì chúng tôi cũng đã giải thích trong cái chương sách về textbook của về bệnh lý về giấc ngủ và
nhịp sinh học, và đặc biệt chúng ta liên quan chúng ta thấy có liên quan chặt chẽ với cái mô hình kháng trợ Starling. Một cách đơn giản và dễ hiểu là rằng nếu chúng ta bị nghẹt mũi hoặc giảm dòng khí đi vào mũi, hoặc là áp lực ở vùng mũi giảm, hay là chúng ta thấy cái dòng khí đi vào ở cái đường hô hấp dưới giảm và tăng kháng lực của đường hô hấp dưới, thì nó sẽ làm xẹp cái vùng hầu họng khi ngủ theo mô hình kháng trợ Starling. Và như vậy thì chúng ta thấy việc chẩn đoán và điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ bệnh nhân hen và viêm mũi dị ứng thì cách tiếp cận như thế nào, thì chúng ta phải cần phải tiếp cận cá thể hóa để làm giảm các cái di chứng, các hậu quả ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trên nhóm bệnh nhân này. Về chẩn đoán thì chúng ta thấy cũng theo cái khuyến cáo của Viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ, dựa vào các tiêu chuẩn về triệu chứng về buồn ngủ ban ngày, ngáy ngưng thở về đêm, mệt mỏi ban ngày, thức giấc thường xuyên, thay đổi tập trung chú ý, và tiêu chuẩn vàng chẩn đoán là chỉ số ngưng thở giảm thở trên 5 lần một giờ ở người lớn và ở trẻ em là trên 1 lần. Chúng ta có thể sử dụng cái thang điểm Epworth gồm có 8 câu hỏi để đánh giá tình trạng buồn ngủ ban ngày. Nếu trên 15 là buồn ngủ ban ngày quá mức, rất là gợi ý đến ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân hen viêm mũi dị ứng. Riêng câu hỏi số 8 thì chúng ta thấy ta có thể cải biên thành ngồi trên xe khi dừng đèn đỏ trong vài phút thì cũng không có gì thay đổi với câu hỏi gốc. Và đặc biệt thì chúng ta phải đo đa ký giấc ngủ hoặc đa ký hô hấp đơn thuần tại Sleep Lab hoặc tại nhà người bệnh. Tuy nhiên muốn đo thì hiện nay Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam đã đào tạo được trên 150 các bác sĩ, cán bộ điều dưỡng có cái chứng chỉ nghề về đo đa ký giấc ngủ, và cái lớp chuẩn bị khai giảng nó vào thứ hai tuần sau tại phòng khám phối Việt. Về điều trị thì do thời gian có hạn, chúng tôi xin trình bày rất là nhanh trong vòng khoảng 2 phút. Chúng ta phải hướng dẫn người bị hen viêm mũi dị ứng vệ sinh giấc ngủ và điều trị tối ưu hen viêm mũi dị ứng, và trong đó lưu ý tình trạng nghẹt mũi, có thể điều trị tư thế, hướng dẫn người bệnh nằm nghiêng, giảm chỉ số AHI. Những trường hợp nặng sau khi tối ưu hóa điều trị hen và viêm mũi dị ứng thì chúng ta có thể cho thở CPAP, và hiện nay có các thế hệ máy ô tô CPAP rất là tốt. Chúng ta có thể phẫu thuật cho trẻ em nếu bị amidan quá phát, vị đại VA độ 3, độ 4, thì chúng ta sẽ có thể phẫu thuật. Những trường hợp nhẹ hơn thì có thể dùng thuốc kháng lực của TN. Ở một số quốc gia như ở Mỹ, ở Đức thì có cái điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ bằng đặt máy kích thích dây thần kinh hạ thiệt dây thần kinh 12. Rồi chúng ta có thể điều trị bệnh nhân hen viêm mũi dị ứng bị ô xa với cái dụng cụ hàm miệng để đưa hàm dưới ra trước, hoặc là chúng ta có thể cho người bệnh là tập luyện cơ vùng hầu họng. Đây là có một cái hiện nay có cái app của chúng tôi cũng đã công bố mới đây, người bệnh có thể tự xem và có thể thực tập theo. Như vậy để kết luận thì chúng ta thấy việc cá thể hóa chẩn đoán và điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay OSA ở bệnh nhân hen và viêm mũi dị ứng là rất cần thiết nhằm cải thiện dự hậu của bệnh và kiểm soát tốt các bệnh động mạch hen và viêm mũi dị ứng. Và tiếp cận cá thể hóa đây là một cái tiếp cận rất là phù hợp, và cần phải tối ưu hóa điều trị hen và viêm mũi dị ứng trước khi quyết định điều trị can thiệp ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đi kèm, vì có mối liên quan rất mật thiết giữa mức độ nặng, mức độ kiểm soát của hen viêm mũi dị ứng và OSA. Phần trình bày tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp.